Rồi, xin chào các bạn. Đây là cái miếng tiếp theo nè. Miếng này nó đặc, nhưng mà nó vẫn có mấy cái lỗ rách gió nhỏ nhỏ. Cũng là cái hồi nãy quốc lần 5kg, ổ 5 cục nha. Miếng này mình thử là nó đứt. Mình về miếng này. Mấy nhiều cái lỗ này nha. Chờ mình xíu nha. Ok, lỗ nó nhỏ hơn cái móc. Thế là cái lỗ này nó nhỏ hơn cái móc các bạn, nên mình kéo nó ra xíu. Thôi giờ mình cũng mắc 5 cục tạ này lên. Mình giờ bật nè. Không ký nè. Mày mang cái này lên. Rồi. Người bạn kia chín giống như nãy nha các bạn. Rồi, buông tay rồi đó. Tạ nó quay tự do rồi nè. Mình phải lót cái này vô. Còn nó rớt xuống. Đó, thử cái này ra bây giờ nó đứt này các bạn. Cái miếng này thì còn lâu nó mới đứt. Tại vì cái thịt chỗ này nó nhiều. Vẫn là 13kg 9. Còn 14kg. Tại này nó đúc nên nó có sai số. Nó ghi vậy thôi nhưng mà vẫn có sai số. Thôi cái miếng này thì thôi, bao đứt, không đứt được. Này. Cái này mình test chơi thôi chứ trong lúc mình bắn đá có bao giờ mình kéo tới cái lực này đâu. Nhưng mà anh em thích thì mình làm nghịch cho anh em coi chơi. Chưa, miếng da nó trâu bò chưa. Đó, không đụng vào cái gì nha các bạn. Mình treo hỏng lên này nè. Lúc trong bánh ná mình đâu có xài tới 14kg đâu các bạn. Xài có nửa cái này thôi, 7kg, 8kg gì cái đó là hết rồi. Mới 3kg 9 nha các bạn. Miếng da này không xi nhê. Bởi vậy mình nói da của mình bền như vậy đó. Bánh rất là lâu mà nó không có đứt. Da e ít như các bạn. Kéo nó giãn như vậy luôn nè, nó đâu đứt đâu. Mà cái này 14kg thì coi như quá sức với nó lắm rồi nha các bạn. Ôi, không đứt luôn nữa các bạn ơi. Cái miếng này đứt nó dặn qua mình được, mình muốn làm cái thông gió cho nên khoét chỗ này nhiều thì cái thịt nó vẫn còn một chút xíu, nhưng mà nếu mà mình test 14kg nó mới đứt, còn 12kg mấy thì dư sức không đứt. Nhưng mà lực nó là lực quá tải đối với nó chứ mình không bao giờ mình xài tới cái lực đó.
chắc để đây tới mai luôn á. Ok chưa các bạn? Rồi các bạn nào có da loại nào á, các bạn cứ làm thử chỗ này coi, so sánh da của mình thử với da của các bạn thử coi da nào trâu bò hơn. Rồi thả xuống nha các bạn. Lấy nó ra thật sự. Này, nó này. Đây, so sánh. Cái này là thoát gió cho nên cái thịt chỗ này nó bị khoét nhiều để thoát gió. Nhưng mà quá tải hết sức thì nó mới đứt, không thì nó vẫn không đứt. Còn cái này khỏi đứt. Bây giờ hôm bữa mình có nói cái da mà da hình chữ nhật đó các bạn, không bao giờ nó đứt nữa vậy. Thì cái pin nó rất là dài chỗ này, không đứt. Chơi cả đời luôn, chắc một miếng hình chữ nhật cũng không hư. Rồi xin cảm ơn các bạn. Anh em nào thích test thử thì cứ test đi, test giống mình vậy nè. Thử coi. Da của các bạn đang chơi thì mấy ký nó mới đứt. Rồi, xin cảm ơn các bạn nhiều.